Xin chào các bác ạ. Hôm nay thì shop đang nấu một cái em nồi cơm VIP đến từ thương hiệu Panasonic các bác nhé. Dung tích 1 lít với mã SR-SPX103. Chúng ta thấy rằng em nói là một cái em nồi cơm cao tần IH này. Khởi biến nha, là áp suất biến thiên và cái gì là cái steam hơi nước nhé, có cốc nước bộ ẩm cũng như là có Econavi siêu tiết kiệm điện luôn. Đang ủ này, tắt đi này, màn hình sáng rực luôn nhé. Và chúng ta thấy rằng thời ủ và nấu ăn thì khoảng 3,3 yên tiền điện đó, rất là hay luôn. Một cái em VIP thì nó sẽ tính cái tiền điện cho các bác luôn nhé. Tất nhiên là tính ra theo quy chuẩn của đơn vị tính là yên của Nhật rồi, đúng không ạ? Rồi đó, và chúng ta sẽ mở nồi ra kiểm tra cơm. Và cơm đây là shop đang nấu là gạo ST25 các bác nhé, siêu siêu mềm luôn, shop vừa mới đảo lên cực kỳ mềm luôn, bởi vì đã có cái công nghệ cốc nước bù ẩm đây. Đó, nước nấu sau mấy lần thì nó cạn đi còn tương đây. Chúng ta khi nào nó sắp hết như thế này thì chúng ta sẽ nên đổ thêm nước vào. Cơm sẽ rất là ngon vì đây là một dòng VIP. VIP nhất đến từ thương hiệu Panasonic. Và em này thì có cả chế độ nấu cơm cháy nữa. Để hôm sau thì shop sẽ thử nấu chế độ nấu cơm cháy cho các bác luôn nhé. Chúng ta có thể chọn được chế độ nấu cơm mềm, cơm dai hay dẻo ấy, mochi mochi ấy, hay là cơm cứng hơn một xíu, tùy vào chúng ta, nhu cầu của chúng ta luôn. Doang đây. Và giá của em nói chỉ với là 3.500.000 đồng cho các bác luôn. Để đây là shop đang bị bụi đi các bác nhé. Vì nhà đã nấu mấy hôm, thử cho các bác thấy là đấy, đây là phần bụi này. Đó, hiện tại Hà Nội đang rất là ô nhiễm luôn. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái gì? Chọn đây này. Shop đang nấu ở chế độ nấu mềm các bác nhé. Đó, chế độ nấu mềm đấy. Chúng ta sẽ chỉnh có cả âm lượng luôn nữa nhé. Tắt đi. Và âm lượng này chúng ta có thể chỉnh, ấn vào giữ. Đó, và tăng giảm đây, to nhất hoặc là tắt đi này. Đó. Rồi, shop thì shop sẽ tắt đi để khỏi nghe tiếng này luôn. Còn bác nào muốn nghe thì chúng ta có thể tăng giảm ở đây nhé. Đó, và để nguyên này thì nồi sẽ về lại màn hình chính cho chúng ta luôn. Vâng, và giá có bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác luôn nhé. Bác nào ưng ý em nói rồi thì hãy liên hệ với Đồ Nhật Tinh Huyền theo số điện thoại góc phải màn hình chúng ta đang thấy. Cơm cực ngon luôn, bao cơm ngon cho các bác luôn nhé, vì chính bản thân gia đình shop đã đang nấu rồi. Video thì xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop.